Rồi, em xin chào các cô chú anh chị. Hôm nay em giới thiệu cái mã sản phẩm là cái tai nguyên cái cây dên luôn của một dên 100 gọi là xài sinh cam 88 mắt nha cô chú anh chị. Thì cây dên của nó mang cái mã của ít của em là như vậy nè, 1300VA2. Thì này gọi là bộ trục phiểu nè, SD3 nè. Thì đây là do chính hãng công ty ít của em, thì nhập ít của em mới về chung lô luôn của chú anh chị. Thì cái tai dên nó là như thế này nè, lấy ra quy cách đóng gói là như vậy nha cô chú anh chị. Thì cái dên này mình triển khai gắn được cho riêng việc của anh Khoa đó, dên xài sinh cam 88 mắt. Dên nó nguyên đai nguyên kiện là như thế này nha cô chú anh chị. Nói chung là hàng ngon bổ rẻ thì cứ ít rồi em mình mua thôi cô chú anh chị. Mình đang bán là 720.000 hay 730 thì mình không nhớ, để coi giá lại nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị cứ an tâm theo cái đặt hàng thì mình bán theo cái giá cố định rồi. Thì bạc đạn trong đây là cái bạc đạn 6300 của TBI nha cô chú anh chị. TBI thì rất là chất nha, đây có hết rồi nè. Đó. Thì tai biên đó nè. Chắc cú lắm nha cô chú anh chị. Nói chung hàng ngon bổ rẻ thì cứ coi ớt của em mình xài là ok. Ngay cả những bộ nồi của ớt của em thì cũng bền, nhưng mà người ta không chuộng nên em không nhập gì. Đó. Rồi mình thấy có trong đây nè. Có R gắn L trái phải nên ta ghi cũng rõ ràng giống như má dê bên trái phải của chính chị. Rồi VA2 là ở đây nè, đây thì tối quá giống như VA2, mình nhớ là VA2 đây nè đó. Rồi chính hãng như cô chính chị.